Chào anh em nhá. Trước khi vào các câu hỏi Q&A như mọi khi thì em gửi tới cho anh em đó là một cái sự kiện ra mắt một cái bộ trang phục mới toanh của Điêu Thuyền nè. Theo em ấy, đây là cái bộ trang phục đẹp nhất. Vậy thì event này cuốn máu hay không? Và câu hỏi anh em đặt sẽ là gì? Tìm hiểu ngay bây giờ. Về mấy cái event của Way ấy, cái đơn giản của nó và dễ hiểu nhất đó chính là anh em mà có hai bộ trang phục trước ấy thì sẽ được thêm điểm. Ví dụ ở Zena là 150, Liliana 250 và có cả hai là 400 điểm cơ. Đây là cái lợi ích rất là lớn để anh em giảm cái lượng quân huy các bạn phải nhận. Và theo khảo sát của Ad ấy, Ad công bố luôn là tối đa ấy, kiểu ông nào mà nhọ quá thì anh em sẽ khoảng 1k6 thì anh nhận được. Anh em nào hên ấy, hoặc là có cái bộ trang phục trước ấy thì khoảng 1k2 là các bạn nhận được rồi. Đặc biệt như là Ad nhá, Ad đã tính toán rồi anh em. Bởi vì gà rán họ cho một cái định mức về cái lượng anh em quay đạt đủ 1k6, nên Ad đã tính ra rằng mình sẽ phải tốn khoảng 1200 quân huy để nhận được cái bộ trang phục này. Chẳng có tí nhân phẩm nào đấy luôn mấy ông ạ. Không biết là anh em thế nào, chứ bản thân đấy cứ phải 1k2 hoặc là như ông 1k1 nó ra cái bộ trang phục này. Trời ơi, phải đủ liều anh em ạ, phải đủ liều. Giống như anh em tiêm Covid đó, phải 2 liều mới ok đúng không nào, thì mới đi chơi được. Còn bây giờ là mình phải đầy đủ luôn để có thể nhận được cái bộ trang phục tuyệt vời này của Điêu Thuyền nhá. Rất tiếc là mình không biết là mấy cái thẻ thứ để làm gì. Thôi vứt đi anh em. Chúng ta quan trọng nhất đấy, đó chỉ là nhận được Điêu Thuyền các bạn, đúng không? Cái này là cái quan trọng nhất nè. Và sau khi nhận xong cái bộ trang phục này, em nghĩ rằng rất là nhiều anh em muốn ép test về cái event và bộ trang phục. Vậy nên quyết định sẽ vào rank làm hai trận đấu. Một là Điêu Thuyền trợ thủ, hai là Điêu Thuyền đi mid để gửi tới cho anh em nhá. Ok, bắt đầu tương tác nào mấy ông ơi. Xem ép từ mùa 3 mà chưa đăng ký kênh cơ. Ui, lại quên chứ gì. Thôi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một cái đăng ký nào. Em biết là rất là nhiều anh em mà có xem và ủng hộ F, thích xem video của F nhưng mà lại toàn quên thôi. Thôi bấm nút like đã mấy ông ơi, bấm nút like đi. Trời ơi, cứu bồ này anh em coi đi. Cứu bồ nè, ui ui ông ơi. Ông mà lướt nhanh một cái là tôi không thể khống chế được ông rồi. Bởi vì anh em biết rằng con Showman ấy sẽ không bị khống chế trong quá trình nó ủn đi. Đấy, rất tiếc cho vị tướng Showman nhá. Bạn khen quá đúng rồi đấy. Vừa mới test thôi, đã được khen rồi mấy ông ơi. Yeah, lại khống chế tiếp thế này thì làm sao mà chạy nổi đây. Cứ lên cái đồ chém mấy con máu trâu được không em ơi? Quan trọng ấy, đầu tiên là phải chém mấy con máu giấy trước. Sau đó mấy thằng trâu ấy, nó làm gì có đam mấy đúng không? Cứ vần vờn mà quất đi. Anh em hãy xem mà truy em tôi bán trụ ghê chưa. Úi xôi ôi. Ôi, có cái bùa tà thần này thì trụ sao mà chịu được hả anh em? Quá căng đúng không nào? Chơi Điêu Thuyền thì như mọi khi thôi, vẫn là nâng mắc chiêu 1 nè. Và sử dụng chiêu 1 để làm chậm kẻ địch, sau đó sử dụng chiêu 2 để có thể khống chế kẻ địch tuyệt vời nhất. Úi dồi ôi, nguy hiểm quá, ao luôn. Úi giời, đơn giản mấy bạn ơi. Ao luôn, toàn highlight thôi à. Thì để trụ cái nhẹ nhá. Adder đi sơ hồng tà thần mùa này nên dùng tướng gì để ép đi địch? Thế team địch là thằng nào mới được chứ? Bạn hỏi thế khó quá. Mà không ép được cũng chẳng sao, đợi team lên là quất thôi. Các bạn đừng có lo lắng và đừng đòi solo kill một mình làm gì cả. Bây giờ đừng là thần ấy, là phải giữ máu trước, giữ thế trước và đợi ông đội lên và xử vào nó thôi. Đánh nhau nhiều máu đi, chết dở cả team thôi nào. Ôi thôi rồi, bạn ơi, chết nè. Khó chịu ta. Làm sao để thoát khỏi được đây? Ui, hai thằng nhá, mình đã làm chậm được cái thằng VRS rồi. VRS nguy hiểm rất là nhiều. Ô, cảm ơn Showman nhé. Ơ bạn ơi, ủn hộ cái. Ủn hộ cái bạn ơi. Ui xôi ui, may quá. Ấy bạn ơi, tưởng ăn được ạ. Ao nó rồi bạn ơi. Yeah. Từ một cái pha tưởng lên bảng điểm số ăn uống rồi, vậy mà mình lại còn câu được cả thêm của thằng VRS một mạng. Nhớ nha, VRS đi rừng đấy. Ui sướng và phê lắm mấy ông ơi. Ơi làm gì đấy bạn ngộ không ơi. Điêu Thuyền rất là nguy hiểm với chiêu hay, nhưng mà mình lại không quen sử dụng để khống chế cho mấy. Thành ra nói chung là Điêu Thuyền để mà test review cho anh em thôi, chứ mình cũng chẳng gọi là mấy khi chơi vị tướng này, nên hơi bị dở hơi một tí. Trở thành best Điêu Thuyền sau 10 phút như là best hụt nhá. Bây nào bây giờ chơi anh còn tốt hơn em ơi. Nói thật là các vị tướng trợ thủ bút bây giờ ấy, bị hạn chế rất là nhiều. Ô con mồi này anh em ơi, nó lại ngon luôn ạ. Thế này thì cái địch chống sao được. Có trượng băng nhá, có trượng băng nhá. Chăm sóc hẳn hoi cho vị tướng Showman luôn. Các vị tướng trợ thủ búp ấy thì bây giờ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đa phần chúng ta thường chơi mấy vị tướng kiểu một là hộ công nè, kiểu như là kiểu vốn cát, hoặc là băng xả, kiểu như là Tachi, lại còn đủ trâu nữa chứ đúng không nào. Emery, Omen đi trợ thủ đã chuyện hết sức bình thường rồi. Thôi endgame thế nào bạn ơi, chúng ta phải đánh theo kiểu xu thế thôi mấy ông ơi.
Endgame. Và đây là chiêu cuối của điêu thuyền nè. Đẹp chưa, đẹp chưa mấy ông ơi? Nếu mà chỉ làm một trận ấy là không thể đủ được, vẫn nên làm ngay hai trận. Trong trận đấu này là điêu thuyền Limit nhé, cầm đó chính là cái ma chú cho nó hoành tráng nhá. Cái vừa rồi ấy là mình sử dụng cái phép của trận khác thì có thể ok hơn. Đây là cái điêu nhảy này mấy ông. Điêu nhảy chất chưa. Trời ơi, đi trợ thủ là phải chơi trợ thủ ram ở cái mùa này nha mấy ông nha. Nên mới nói là các vị tướng trợ thủ búp bị ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì nó có ram khỏe đâu mấy ông. Chuẩn bị nè, đây. Tao tốc biến mày chết luôn. Ui, cái thằng này tỉnh thế nhở. Tỉnh thực sự luôn ấy. Mùa này lao đeo khó mua quá ơi, có nên pick lao đeo được không? Chơi chứ, nhưng mà tùy trận nhá. Ví dụ cái địch có bọn đấu sĩ kiểu bọn nó không sốc đan được ấy, càng nên chơi, lao đeo sợ nhờ sốc đan và khống chế quá không chịu mà. Gần mấy vị tướng kiểu khống chế không quá mạnh thì anh em chơi thoải mái, chơi tèn bô đi. Đây rồi, hay quá mấy ông ơi. Kiểu này cứ gọi là ship thôi. S ơi, em chuyên đi trợ thủ, đi được cả hai loại chất tướng trợ thủ, vậy nên chơi gì đây? Chơi các vị tướng mà S từng nói đây. Bọn đấu sĩ đi trợ thủ nhá, hoặc là cái bọn có lượng sát thương tốt đi trợ thủ kiểu Wonder thì nó khỏe người. Hay là vui như mình vừa rồi chơi con điêu thuyền đi trợ thủ đâu mấy ông. Thanh niên này bị mình out này, ai bảo tham lam cơ. Hiệu ứng biến về không phải dạng vừa đâu nhá. Rất là đẹp là khác đấy. Ok nè, bây giờ sẽ sử dụng luôn cho anh em, đó chính là hai đồ kích hoạt nhé. Tức là mình đang có cầu băng xương ở trong người nha mấy ông nhá. Tức là mình đang cài hai đồ kích hoạt nè. Em từng gửi đến cho anh em là sử dụng 3 đồ kích hoạt rồi đúng không nào? Nhưng mà mình không sử dụng thuấn ngân thạch nên mình chỉ có 2 đồ kích hoạt thôi. Ôi thanh niên này khôn thế nhở. Đang định dụ cho nó, gọi là nó kéo để mà mình mất nội tạng. Thế mà nó lại quá là khôn luôn. Thế là mình mất đi cái đồ rồi. Đây, có cầu băng xương này, ok nhá, trình diễn cho anh em luôn này, dùng luôn đi. Đấy, đẹp chưa? Tức là mình đã sử dụng 2 đồ kích hoạt là như vậy đấy. Sau đó các bạn chỉ cần cài lại là xong. Cực kỳ đơn giản nào, tức là các bạn cài lại cái đồ kích hoạt kia, tức là cái đồ kích hoạt trợ thủ đó. Như vậy là ok rồi mà. Chỉ là muốn test cho anh em một tí thôi. Nhưng mà không sao, một cái giá với cầu băng xương là chuyện nhỏ nha. Sau đó các bạn bấm vào phần trang bị, các bạn cài lại cái phần trang bị ở trợ thủ là ok ngay. Cavani nên đi chung với trợ thủ nào mạnh hết ơi. Bản thân Ed ấy không thích chơi Cavani mà gặp bọn trợ thủ gọi là kiểu búp, mà thích trợ thủ của công, tức là kiểu Tanchi, kiểu Wonder, nó phê anh em ạ. Hoặc là kiểu Grak, đấy là bọn kiến tạo được cho Cavani. Bởi vì Cavani mà gặp không quá nhiều sát thủ cứng ấy, kiểu gặp bọn lứa bối thì Cavani vẫn chạy được. Chứ Cavani chỉ sợ bọn sốc đan rồi mấy ông ạ. Ôi dồi ôi, được không đây, vào đây bạn ơi, vào đây. Đừng tưởng là điêu tuyển tôi không kê được nha anh em nhá. Kê hơi bị phê đấy, ôi phải căng thế nhở. Từ từ nhá, mẹo. Đấy, out được một thằng trước đã. Sau đây là hóa giải để chạy thôi. Ui, có vẻ như là mình hóa giải hơi vội anh em ạ. Nhưng không sao, mình tin chắc rằng thằng ID chết chắc là mình rồi. Bởi vì căn đủ sát thương mà anh em, căn cả rồi mà. Ê, cho hỏi là Malok đi tà thần thì món gì lên đầu tiên? Đôi giày, tùy chất tướng địch, kiên cường, hoặc là hộ vệ. Ôi thằng này tham lam theo bị khóa luôn kìa. Trang bị thứ hai có thể là đôi giáp hiệp sĩ hoặc là liên anh, tùy thế trận. Thế trận ngon quá thì mới liên anh thôi nhá, không là toang đấy. Không thì ra ưu tiên cái giáp của mệnh nè và cái đồ thủ trước, sau đó liên anh ở mấy cái slot sau. Ê, xin chào. Như ông có hỏi là lên đao trường cho Malo hay không? Trừ khi là thằng mid nhà mình là kiểu sát thương đơn kiểu như là rát thôi, còn lại không phải lên đao. Ủa, thấy chưa? Khi mà mình quay cái video này vào lúc 12 giờ ấy thì Việt nó đã up video rồi kìa. Bây giờ mới up chậm được cho anh em. Em chơi rừng mạnh ở đầu game nên bị ép, có nên nhường tài nguyên cho thằng xạ thủ không? Nhường là nhường cái nào? Phán chung thôi. Khống chế này, ôi hay quá bạn ơi. Bây giờ bạn kéo bọn tôi cái đi. Bốn cá đâu rồi? Giải quyết thằng lại nào. Nhưng mà mình phải quay trở lại để giải quyết con Ari này mấy ông ơi. Tại vì đồng đội đang mải chơi Ari, nó nghĩ rằng nó thể phá trụ được sao, đúng không nào? Khi nào Nai mang dìu, khi nào Nai mang kiếm, ưu tiên là mang kiếm. Còn dìu thì khi kẻ địch có nhiều sốc đam nhá. Và bạn cần phải băng xả và cảm giác là dễ bị sốc đam. Úi dồi ôi. Trời ơi, thôi. Bạn ơi. Đấy, đặt dưới chân là bọn nó phải chạy ngay mà anh em. Đặt dưới chân là bọn nó chạy ngay. Mình rất là khó đủ đam để hạ thằng này nên phải từ từ nhá. Ưu tiên là dọn lính trước nè. Đồng đội sắp về rồi nhá. Vodcast Lorion nè. Đây, Vodcast về rồi. Ok, win chưa. Ok, Zena một này mình mang phù hiệu gì? Mình thích sử dụng phù hiệu của Zena là đấu khí hoặc là ma chú nhá. Và đó là điêu thuyền. Anh em thấy sao? Đẹp không anh em ơi? Test cho anh em rồi nhá. Đây, cái đồ trợ thủ mình quá là bố đời luôn đúng nào. Choi này rồi khiên thất truyền, nói chung là đồ thì phải tùy trận thôi. Nó thẳng ra một câu là mình lên đồ như vậy tại vì mình không biết là con điêu thuyền nó lên đồ gì cho ngon. Bởi vì cả năm nay có mấy khi chơi điêu thuyền đâu anh em. Xem kênh của S là biết mà. Đừng quên like, share video và chia sẻ cho các bạn khác biết nhé. Anh em ơi, đặt câu hỏi ngay chat đi nào.
Anh em ơi, em bây giờ đã trở thành đối tác của Facebook rồi. Mỗi ngày 3 clip, 2 clip trên YouTube và 1 clip độc quyền trên Facebook. Các bạn đừng quên lên ngay fanpage link mô tả để không bỏ qua các video của Ad nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.